không làm theo việc của ma mà hành một cách tự tại, làm chấn động thiêu đốt các cung điện của ma, cũng có thể chinh phục tất cả ngoại đạo nhưng không bị ngoại đạo chinh phục, cũng có thể bẻ gãy tất cả các luận phái khác mà không bị các luận phái khác bẻ gãy. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát nào có thể hành như vậy, tức là đối với sắc không trụ phân biệt, không phân biệt khác, đối với thọ tưởng hành thức không trụ phân biệt, không phân biệt khác, đối với nhãn không trụ phân biệt, không phân biệt khác,